Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội PC06, Công an TP.HCM vừa phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an cùng quận 1 tổ chức ra quân xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn trên địa bàn phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM. Đợt ra quân cao điểm này sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 7. Ngay sau lễ ra quân, Công an phường Phạm Ngũ Lão phối hợp với Công an quận 1, quận 3, quận 5 và quận 7 chia làm 3 tổ công tác tuần tra tại các khu vực bến xe buýt, công viên 23 tháng 9. Trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện hơn 10 trường hợp sống lang thang, không có giấy tờ tùy thân. Quá trình thu gom về ấy, sẽ chia ra các cái trường hợp mà lang thang cơ nhỡ, không có nơi ở cố định ở thành phố thì sẽ được Lao động Thương binh Xã hội sẽ hỗ trợ chăm lo. Còn đối với các cái trường hợp mà có sử dụng ma túy thì sẽ thực hiện mang đi cai theo cái quy định của pháp luật. Phối hợp với lại các cái đơn vị giống như là Sở Tư pháp thì sẽ trích lục các cái loại giấy tờ và đáp ứng được các cái giấy tờ tùy thân, bảo hiểm, đảm bảo cái quyền công dân. Thời gian tới thì phường cũng tiếp tục tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ của thành phố đối với những đối tượng đặc biệt này để đảm bảo cuộc sống và tuyên truyền thêm những người dân trên địa bàn mà khi phát hiện đối với những đối tượng cần phải bảo vệ thì sẽ báo về cho Tổng đài Quốc gia chăm sóc bảo vệ trẻ em là số 111, Ủy ban dân phường là 028 38 36 7384. Công an phường Phạm Ngũ Lão là 028 38 369 131. Thời gian qua, lực lượng chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và tập trung hơn 1.500 trường hợp vào các trung tâm bảo trợ xã hội để chăm sóc nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn đối với trẻ em, người lang thang xin ăn. Việc tăng cường giải quyết, xử lý các trường hợp tập trung trẻ em, người lang thang xin ăn, người sinh sống nơi công cộng, không nơi cư trú ổn định là một trong những chương trình mang tính nhân văn, nhân đạo nhằm tránh không để ai bị bỏ lại phía sau của thành phố, qua đó xử lý triệt để những tổ chức, đối tượng lợi dụng trẻ em, người khuyết tật để trục lợi cá nhân, ngăn chặn kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về cư trú trên địa bàn thành phố.